Ok xin chào mọi người thì uh, như em thấy này ngày hôm nay mình sẽ lên tiếp tục cho anh em một con video về con uh, CLMM chấm fan này thì uh, như em thấy nhá cái con này á, mình cũng đã chơi rất là nhiều lần và cũng như là hướng dẫn anh em những cái thủ thuật ăn tiền trên con này rồi thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc còn lại uh, cho anh em hiểu hơn về con CLMM chấm fan này thì uh, ở đây uh, anh em có thể thấy qua uh, đập vào mắt mình nhá là một cái mục là kết quả sẽ bằng mã giao dịch cộng với mã mô mượn đúng không nhiều em thắc mắc cái mã mô mượn này từ đâu mà có nhá thì con này nó sẽ lấy cái mã mô mẫu này từ một cái trang web mang tên là random.org thì đây là một cái website cho số ngẫu nhiên từ 000 này tới 99 này đây, anh em có thể thấy qua cho mình thì ở đây anh em có thể thấy từ cái trang web này nhá à, nó là một cái trang web cho số ngẫu nhiên mà rất là lâu đời rồi đấy mình cũng đã check qua rồi ở đây thì anh em chỉ cần copy cho mình nhá đây mình sẽ mở ra một cái trang có cái trang đây đấy anh em đợi một chút là nó sẽ lót ra cái trang web random.org nhá đây là một cái trang web cho số ngẫu nhiên đây ví dụ là mình cài từ 1 tới 100 này anh em sẽ ấn vào cái mục quay như thế này đấy ra 35 này đấy ra 20 này đấy ra 92 này đấy, nó hoàn toàn ngẫu nhiên khi anh em chơi tham gia nhá đấy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái hệ thống mô mô của mình thì ở đây con xe mà phân này á từ cái mã dịch cộng với mã mô mẫn nó rất là xanh chín nên là con này anh em chơi thoải mái luôn đấy thì um, về các trò chơi ở đây thì sao Ở đây sẽ có các trò như là chặn lẽ, tài xỉu, 1 phần 3, tổng 3 số Đấy và xiên Đấy và cái trò gấp 3 nữa Thì bây giờ mình sẽ test thử cái trò gấp 3 này Coi nó có cái gì mà anh em, rất là nhiều anh em đã kêu mình test thử cái trò này Ok thì ở đây mình sẽ test thử 3 ván cái trò gấp 3 này Trong 3 ván mà mình mất liên tục Thì mình sẽ không chơi cái trò gấp 3 này nữa cho mọi người Tại vì cái trò gấp 3 này nó khá là khó trúng Đấy Tại vì nó chỉ có những cái số như này thôi Đấy 3, 4, 5 Đấy, ít lần tiền của anh em lên để nó về những cái số như thế này. Cái nội dung của nó khá đơn giản nhé, anh em chỉ cần đánh là T3 thôi. Đấy, nhưng cái trò này rất là khó trúng nha mọi người. Thì ở rất là nhiều video trước mình chỉ chơi chẳng lẽ và tài xỉu thôi, nhưng mà ngày hôm nay á, mình sẽ test thử cái trò gấp 3 này coi là như thế nào. Ở đây thì uh, anh em chỉ cần copy cho mình một trong những cái số điện thoại đang hoạt động nhé. Và lưu ý cho mình khi anh em chơi trên con này á, uh, anh em sẽ có là 10% cơ hội trả thưởng lên tới hai lần. Đấy. Và ngoài ra khi anh em chơi thì mình đọc qua những cái mục thông tin này, mục 1 2 3 4 để tránh trường hợp anh em mất tiền uh, oan ở trên con ghép xe là mà chấm phân này mà trong trường hợp anh em có chuyển sang nội dung lên nữa thì mình vẫn đang còn tối đa 3 lần trên ngày để mình lên hệ admin để mình lấy lại cái số tiền để mình chuyển sang nhé Ok thì bây giờ mình sẽ tách cái trò gấp ba này luôn thì mình đã copy sân thoại rồi thì nội dung ở cái trò này là T3 nha mọi người đấy thì bây giờ mình sẽ đánh 10k đấy mình đánh 3 ván là 30k nhé để coi là mình có được ván nào không nha mọi người đây mình sẽ vào trực tiếp con Momo của mình sau khi vào Momo xong thì ở đây mình sẽ nói cái mục chuyển này ở đây mình sẽ dán cái số điện thoại mà mình vừa copy ấy. anh em dán trực tiếp lên cái thanh tìm kiếm này và mình điền nội dung là số tiền mình chơi thôi nhá ok này sau khi mà mình đã điền này à, nội dung t 3 đấy số tiền chơi là 10 k ở đây thì mình sẽ tiếp tục cái phần chuyển tiền này đấy để coi là nó ra như thế nào nha nhá thì à, anh em lưu ý cho mình nhé trước khi mà anh em chuyển ấy thì anh em chỉ trách lại cho đúng cái nội dung đi đã để tránh trường hợp à, rất là phiền phức nha mọi người đấy và cái số tiền của mình đấy mà mình chơi bao nhiêu thì mình điền vào thì à, mình khuyên anh em mình cho đánh từ nhỏ lên to nhá không phải vội gì mà mình đánh to luôn làm gì Đấy anh em sẽ đánh theo tỷ lệ gấp 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 lên. Đấy. Ok thì bây giờ mình sẵn là một chuyển tiền để coi là như thế nào nha em ạ. Rồi, ở đây anh em có thể thấy qua cho mình, à, đây là cái mã tham chiếu của nó. Thì cái mã tham chiếu này là, là đuôi 942. Đấy. Thì đối với cái đuôi 942 này nhá thì anh em có thể ưng và mình có thể xác nhận và chuyển tiếp. Và ngoài ra nếu mà mình không ưng thì mình có thể hoàn tác về, mình tạo giao dịch mới thì cái mã tham chiếu nó sẽ thay đổi. Đây là một cái mẹo mà để anh em có thể coi như là biết được trước cái mã tham chiếu của mình. Đấy. Ok thì bây giờ nếu mà mình đã ứng rồi thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần xác nhận này và mình sẽ copy cái mã này à, cộng với cái mã mua nữa nó sẽ ra cái mã thắng thua của mình nhá. Ok nha mọi người, sau khi mà mình đã chuyển xong nội dung T3 đấy và cái chi tiết giao dịch của mình là đôi 942 thì uh, lần này mình sẽ ấn vào trực tiếp cái chi tiết giao dịch này đấy để mình kiểm tra là có như thế nào nha nhá. Thì hiện tại mình chưa thấy cái thông báo mô nó chuyển về cho mình thì chắc chắn là cái ván này là mình đã mất rồi anh em ạ. Đấy nhưng mà mình chưa kiểm tra luôn cho anh em xem để coi nó đuôi ra đuôi như thế nào. Ok thì bây giờ mình sẽ ấn trực tiếp vào để mình copy cái mã đuôi 492 này Ok nha mọi người sau khi mình đã copy xong ở đây thì anh em sẽ dán trực tiếp nó vào cái thanh tìm kiếm này cho mình nhá Đấy mình sẽ ấn vào cái mục kiểm tra Thì cái tay này anh em có thể thấy qua cho mình Ra đuôi 4, à, 942 cộng với đuôi 722 Ra đuôi 7, 714 đúng không Thì 714 nghĩa là đuôi số 14 Đấy thì ở đây chỉ có là à, Đây 13, 19, à, 17 thôi Đấy thì đối với cái đuôi 14 thì bán này mình đã mất rồi nhá Đấy, thì bây giờ mình sẽ đánh tiếp tục là cái ván thứ hai để coi như thế nào nha mọi người. Thì mình sẽ đánh liên tục 3 ván luôn cho anh em xem và như là test cái trò X3 này coi nó có dễ được không anh em nhá. Ok thì ván thứ hai đấy lại tiếp tục là nội dung T3 thì mã tham chiếu của mình lần này ra đuôi 6 4, Ok thì bây giờ mình sẽ xác nhận và mình sẽ kiểm tra cái đuôi 6 4, này coi là được hay là mất anh em nhá. Ok nha mọi người thì lần này à, đây đuôi 6 4, của mình thì bây giờ mình sẽ ấn trực tiếp vào đấy mình kiểm tra. Nhưng mà hiện tại sau khi mà mình chuyển rồi á Mà từ 10 tới 20 giây mình đã không thấy một thông báo môn nó chuyển về Thì khả năng là cái ván này mình lại mất tiếp rồi nha bạn Nhưng mà mình vẫn cứ kiểm tra luôn cho anh em xem nhá Với cái đuôi 644 này Ok thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp nó vào đây à, Cái đuôi này là đuôi 645 nha mọi người Nãy mình đọc nhầm nhá Ở đây thì uh, lại tiếp tục là ra đuôi 23 Đuôi 23 thì ở đây chỉ có 21 và 29 thôi Đấy Thì uh, nó khá là khó được nha mọi người Đây anh em có thể xem qua cho mình cái thông tin này Nó khá là khó được nhá nhưng mà trong trường hợp thì cái này anh em sẽ áp dụng cho mình là cái thu thuật đánh gấp gấp lên á thì khả năng anh em được nó sẽ cao hơn. Đấy. Ok thì mình chỉ test thử hai ván này nhưng mà mình thấy nó khá là khó được nên là mình mình sẽ chuyển qua mình đánh thử nội dung TX coi nó có dễ không nha mọi người. Ok, copy số điện thoại mới thì nội dung ở này mình đánh sẽ là CVV1 nhá. Để coi là nó như thế nào nha mọi Ok nha mọi người, sau khi mà mình đã chuyển xong nội dung CVV1 thì đây là cái nội dung và cũng như là cái mã giao dịch của mình. Ở đây thì mã giao dịch của mình ra đuôi 310 thì hiện tại mình đã chuyển xong. À ok mình đã thấy thông báo mua nó là chuyển về tiền về cho mình rồi Ok nhá thì chắc là cái ván này mình đã được anh em ạ Ok thì bây giờ mình sẽ copy để mình kiểm tra coi là như thế nào anh em ạ Ok nhá sau khi đã copy mã dịch rồi thì anh em sẽ dán trực tiếp nó vào đây cho mình Đấy mình sẽ dán trực tiếp nó vào đây Thì à, mình sẽ dán trực tiếp vào đây và anh em sẽ một cái mục kiểm tra Đấy thì như anh em thấy à, đuôi một 310 cộng với đuôi 648 thì ra đuôi cho mình là đuôi 958 Đấy thì đối với nội dung là số 8 thì hiện tại sẽ vào vào 1 mình ăn Đấy thì như mình nói nhé, cái trò tài xỉu và trò chặn lẽ này nó dễ được hơn cái trò gấp 3 rất là nhiều thì anh em có thể xem xét cho mình. Thì mình giải trí qua một vài trò gấp 3 này để kiểu như là may mắn cũng được. Đấy. Còn nếu mà để chơi xanh chín mà để kiếm thu nhập ổn định hơn thì mình nghĩ anh em nên chơi tài xỉu và chặn lẽ cho mọi người. Ok thì video của mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Anh em nào có mục nào mà không hiểu ấy, thì cứ comment dưới video mình sẽ giải đáp cho mọi người. Và đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha mọi người. Bye bye nha.